Chào bạn, hôm nay thì là ngày Tết, hai vợ chồng mình sẽ vào trong ngoại, vào trong nhà vợ chơi. Bây giờ đang chuẩn bị đồ đạc để đi các bạn ạ. Em chuẩn bị gì chưa? Em chuẩn bị xong rồi. À, Quà Tết. đây là những quà Tết hôm nay mang vào trong ngoại này. Đấy, vào trong bác, ông bà trong đó nữa. Thì là... Mẹ ơi! Mẹ vừa ra lấy thêm một món quà nữa. Rồi. Món quà đặc biệt Mẹ đây. lấy cái gì đấy? Cho con gái cái tí để chơi vào ngoại. Hả? Đây, Nhưng mà không có đi đi cửa. đi ngoại phải có cái này nhỉ, phải có con này. Năm đầu thì có, năm Đây là sau con thì... gà thiến. Đây. Nhưng mà không có cái gì đựng đây này. Ông mẹ cho vào cái làn đấy mẹ. Đây, lên lên làn. Đây, cho đi. Hết cho vào cái bao. Trời đất. Đấy, đi từ ngoại chơi, đi du lịch nhá. Đây, đi du lịch. Và bà ngoại ủi lặng ấy. Đi du lịch. Hay cho vào cái ấy mẹ, cho vào cái bao ấy. Còn nó cho đây kẹp đây. Ui, sách này á, yên sách này. Đây, kẹp đây. Cả phong tục vùng miền là đi ngoại phải có con gà như này. Ở đấy. Em à, chỉ có đi bánh kẹo thôi. Xem đi dọc đường ạ. Chúng đây, đây. Này nhá. Đi ngoại chơi nhá. Đi đi bà ngoại yên chơi nhá. Bố này. Hư là luộc. Đi du lịch nhá. Đây, bà buồn. Đầu bà ngoại của em rồi, sang năm thứ hai lên. Chết gà đâu rồi. Đây năm đầu là chúng thường thường không có, chúng đi mua cho một con. Nếu mà... Đi cho anh hoạt sách vào. Anh trả sách vào. Anh sách vào đi vào ngoại là phải như thế. Đúng rồi, ngoài sách là đúng rồi. Đấy, thế nhưng bây giờ để đây. Xuân năm mới chúc bạn ở gia đình nhà bố, bố mẹ và em mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Đây là bố chúc lại cho hai con, bây giờ sang năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, vợ chồng hạnh phúc. Rồi bố chúc cho hai vợ chồng làm ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Đây là cây hoa mai vàng nhà bố vợ. Cây này rất là đẹp, bây giờ đang chuẩn bị nở này. Và cái cây này hôm trước là bố mua là hơn 600 đô nhỉ. Bây giờ nó trị giá khoảng 1.000 đô này. Hoa bây giờ bắt đầu nở rất là đẹp này. Những kia toàn nụ của bố nhỉ? Ừ, cái toàn nụ. Nụ ra hoa rất đẹp này. Đấy, đấy hôm đấy nó mới nở, giờ à. Nó chưa nở. Có cây bé này phải bố? Đây, cây bé này. Hai cây luôn. Cái này bố uốn ngay từ đầu này, đã thành khung luôn. Thấy cần cây này là cây to, cây to bây giờ cũng đang uốn dần. Mình vừa đi chúc Tết ở mấy nhà anh em gần đây các bạn. Nói chung là bên nội bên ngoại rất là nhiều. Và bây giờ về chuẩn bị nấu cơm ăn xong là buổi chiều để đi chúc Tết tiếp. Cái đây mình đang đứng ở cái khuôn viên của nhà bố vợ đây. Chỗ này khá là rộng và nó 7-8-6 đất, nó bằng bằng các bạn. Nó không như nhà mình mà nó đồi núi với lại xung quanh là ruộng. Cái này nó rất là khu bằng phẳng. Một lát thì mình sẽ dùng cái phần cam mình bay lên vòng xem cái khung cảnh đất đai đây như thế nào. Đây nó là cái thị trấn Tây Yên Tử các bạn ạ. Cái chỗ này đây, chỗ này là cái chuồng bồ câu. Và hôm trước mình bắt hai con về thì giá Tết thì mình sẽ mang về mình để mà nuôi hai con bồ câu. Đây kia là cái chỗ ô tô nhà bố vợ là làm gỗ các bạn đấy. Ra Tết thì mình cũng đang định học cái bằng lái xe ô tô, nói chung là cứ học không vì là nó cũng cần thiết, chưa biết bao giờ mua được xe thì cũng dự tính là sang năm hoặc sang năm nữa mình sẽ mua cái ô tô nhỏ nhỏ chạy đấy, nếu có điều kiện ấy, vì là cũng phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế thôi. Đấy, đây là khu ngoài kia là nhà bếp này. Đây thì mình sẽ, đây là nhà vợ, nhà bố thì rất là nhiều
Đây là cây mít các bạn này. Mít bé bé mà nó có quả rồi. Đó, nhà mình trồng nhưng mà nó không ra quả, mấy cây mà nó không ra quả luôn. Cái này mùa mít là rất là nhiều, cái này là cái năm vừa rồi là nó bỗi quả đã có rồi. Đấy. Khu này là đây là cái chuồng gà này. Bên này cây bồng bưởi thì cây ăn quả rất là nhiều, hoặc là đây là cái bãi gỗ mà bên phía kia là cái khu du lịch Tây Yên Tử bên kia các bạn, đi tầm 4-5 cây nữa sau cái đấy nữa. Đây là cái cây hoa mai vàng vừa nãy mình quay kia các bạn, đây là khu khuôn viên của nhà gia đình, đây là sân cái nhà, đây mình sẽ quay sơ qua nữa. Hành gia đình tự muối, hành nén, rượu vang chi bây giờ. Đây là rượu rượu gì đây bố nhỉ? Rượu mật ong à? Cả nhà chuẩn bị ăn Tết đây. Chí mới học lớp 9 lớp 10 á, cao hơn anh rồi. Chí cao 1m8. Cậu Chí. À năm nay không dẫn người yêu về nhà. À học cùng với cả cái Trang nhà Thu Thúy. Cậu mới học út đấy. Đang thắng rượu mật ong ấy. Chí mà nuôi ra đây để ăn. Mật ong rừng. Mật ong rừng chuẩn đây bố nhỉ. Chú Tám ấy, chuyên ong rừng, chú cho để ngâm rượu. Mẹ làm chén xem nào. Hết. Hai bố con hết cái phình này cả nhà. À chú ăn nào. Chú béo hơn ra đây. Cả nhà ngồi ăn cơm. Cầm. Năm mới nhà mình. Chúc cho chị thì cho vợ cho ba con rồi sang năm mới gặp nhiều may mắn, làm cái gì được cái sức khỏe dồi dào, ai trẻ mãi không già. Chúc cả nhà mình nhé, chúc năm mới khỏe nhá, con cũng chúc thế. Con này sang năm mới làm được nhiều video cho bà con xem. Mời mọi người nhá. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Nhà bố vợ có một con chó, đây là con này là con dếch các bạn ạ. Chó nhà mình thì con nào mình cũng gọi là mếch hết từ ngày xưa đến giờ rồi. Đấy, con này nó rất là nghịch này. Rất là nghịch. Trẻ con hiếu động. Ôi.
Hai vợ chồng mình vừa đi nhà ngoại về các bạn ạ. Bây giờ trời sắp tối rồi, hai vợ chồng mình nghỉ đêm một lát xong là về, đang trên con đường về nhà các bạn. Thì là nói chung là đi nhà vợ thì có rất nhiều anh em mới rồi đi dẫn đi giới thiệu nữa. Và đôi khi mình chỉ nói chung biết lúc đó thôi, và sau như bây giờ chỉ như quang máng phải đi chắc phải nhiều lần nữa thì mới nhớ được. Thì anh em nhà vợ cũng rất là nhiều người mới họ hàng ấy. Nó là lần cuối nha. Thì là mấy hôm nay thì mình đăng cái video về Tết thì cũng có rất nhiều bạn anh chị bình luận vào cái video của mình, bảo là xem cái video của mình rất là nhớ nhà, nhớ quê hương, bởi vì là ở xa mà không về nhà ăn Tết được ấy. Đấy, thì có mình nhớ là có một cái bình luận rất đặc biệt là bảo là xem bạn ăn Tết rất là vui, nhưng trong khi đó mình vẫn phải đang tập thể hình, có nghĩa là đang đi làm việc, đang lao động ấy. Đấy, thì năm ngoái năm kia mà khi mà mình ở bên Nhật Bản là mình nói chung 30 mùng 1 Tết mình vẫn đi làm việc bình thường các bạn, đi từ 4-5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, bởi vì là người ta ăn Tết dương lịch không ăn Tết âm, nên là mình vẫn phải làm việc. Đấy, thì nói chung cuộc sống có những khó khăn và sóng gió mọi thứ thì chúng ta cùng nhau cố gắng thôi. Thì mình đầu xuân năm mới thì cũng có lời chúc đến tất cả các bạn một năm mới vui vẻ, sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Em cũng chúc thế. Mình sẽ kết thúc video đây. Thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video mới. Chào tất cả các bạn.